đó. Bỏ tầm vậy nó mới xứng đáng để em lấy em ha. Rớt rớt anh em. Quá đã anh em ơi, bữa nay vô tuyến đường này quá đã anh em ơi, bỏ hết nước chấm luôn, xì cả chấm cây nè. Máng còn vàng nè, chém kinh thì chứ, ngồi với em xì cái chém cái nè, xuống lắm nè. Để cho nó chiều hôm nay thì em đi mua một ít dế nè, dế mà em để nãy giờ kiến lên ăn uống hết luôn rồi đó. Em cho mấy con trà màu ăn anh em ha, mấy trà màu quay với thai long với lại mấy con chim bạch tạng anh em ha, một con trà màu bạch tạng anh em ha đó. Những con có hai con chè lửa đó anh em, thì tụi nó ăn dế anh em ha, tại hôm rày mình bỏ bê quá anh em, nay bắt đầu mình cho chăm sóc anh em ha. Mình có hai con trà màu mình thả đây cho thai long mình nè đó, ok anh em ha. Giờ mình sẽ cho mấy con trà màu nó ăn anh em ha, cho mấy con trà màu nó ăn mấy dế nha. Con này thì nó vừa sông lông nè, em cho nó ăn hay nó ăn. Đây là con trà màu bạch của em nè ha. Mấy bữa nay thì bữa hổm làm một xíu sảy nè, em nắm đụng đuôi nè, bữa nay em mới có cơ hội bỏ cho nó mấy dế nè ha. Rồi ok ha, đây mấy chiếc chè lửa nè, nuôi chạy tí cho anh em ha. Thì hôm qua em có đọc cái bình luận của một anh em là hỏi cái con mà Đà Lạt này anh em, hỏi còn không anh em ha. Thì em xin thông báo là anh em nào có hôm qua có nhắn tư tin cho em á, thì bữa nay coi cái video này anh em ha. Thì Đà Lạt hiện tại bên em vẫn còn được mấy con anh em ha, em còn được hai con chim mùa anh em, với một con chim truyền anh em ha. Đó, anh em nào ở gần Sài Gòn này nọ thì liên hệ em thì em chia sẻ anh em chơi anh em ha, trải nghiệm chơi anh em ha. Em thấy rất là hay nha anh em, đẹp lắm nè. Nên chơi thì cái này cái kia em trải nghiệm cho nó vui em ha, chứ không cần thiết phải riêng quý gì đó anh em ha. Anh em nào còn phần thì cứ alo cho em nha. Với lại hôm qua em nghe anh em nào mà có anh nhắn cho em hỏi là cái có cái chim nào mà giá rẻ không em, để anh em thả vi nè. Đó, thì thể bữa nay anh em clip này đúng với anh em ha. Anh em nào cần chim thả vi nào thì cứ alo em anh em ha. Chim thả vi thì nói chung là chim, những con chim này thuận em ha. Em nuôi 5-6 tháng lòng rồi anh em. Có nói chung là em gạn ra, em đang gạn ra để em thanh lý bớt em ha. Những con chim nào ví dụ như mà nó rất khoen nè, hay là nó bị lông nó cũ anh em, thì em chia sẻ để rẻ cho anh em, để anh em về anh em thả vi anh em ha. Vi chơi thì mình nuôi đó thì nó cũng mau anh em, nó cũng khá là nó dạng chim thuần chim cám cứng ok, anh em cứ thả vi chơi anh em ha. Vài tháng thì thay lông thì nó đẹp thôi, mình chơi đó chơi lâu dài đâu phải mình cái quan trọng lông lá anh em ha. Nên thả vi thì chim sao cũng được, cuối năm quan trọng cám cứng, thả vô để biết ăn cám là ok anh em ha. Để anh em thả vi chơi. Chim thả vi thì anh em nên chọn chim rẻ thôi anh em, chim tầm 200k có được em, và những chim thuần anh em. Chim thuần nó cơ bản là tại vì em nuôi lâu á anh em, rồi nó thay lông thì nó quá trình thay lông nên bán chưa ra được anh em. Anh em có nhu cầu thì em chọn con đó thì nó giá rẻ nhưng mà nó khả năng chim hay anh em ha. Tại vì em thuần anh em, khá là, em nuôi khá là lâu anh em, 6-7 tháng có luôn nè. Nhưng em muốn thanh lý bớt cho anh em, đừng em cắm chỗ em dựng chim mới lên anh em ha. Con này bữa nay thì em hạ cho anh em combo 1 đồng anh em. Em đang kèm con chim mồi đây thôi ha, đang kèm chim mồi vô dứt luôn nè. Con mồi con 7 ngón anh em ha, 7 ngón bữa nay là con mồi tuyệt vời anh em, nay nó lào luôn anh em. Con chuyền này bữa nay vẫn còn anh em ha. Chim này là em kè chim tống nha anh em, biết em không phải kè chim mái nha anh em. Anh em đừng là kè chim mái cho anh chơi nha. Chuyền tốt nhất đây nè, chuyền kè chim tống vô nha anh em. Đó, mà chập ghê trời. Cái ngón của em nè, con chuyền nghe nghe con chụp cỡ gì nè, chuyền
chuyện này quá đẹp anh em ha. Quá đẹp với này, thích em này. Này tầm rẻ anh em ha, rẻ cho anh em về chăm chơi anh em ha, 600k anh em ha. Anh em coi rất anh em. Con này thì thấy anh em tập màu được luôn anh em. Con này em nuôi khá lâu rồi, 6-7 tháng anh em ha. Thái độ dữ lắm anh em ơi. Thấy không? Mày ngấu này căng nè. 600k cái này cho anh em về để anh em ơi. Em cũng muốn chia sẻ rẻ cho anh em mình tương tác giao lưu anh em ha. Anh em 800k anh em ha. 600k combo anh em ha. Đó, anh em coi combo này đi. Anh em có thay đổi anh em, 600k anh em ha, combo anh em ha. Con này là 4 ngày của em đây. Ngồi bữa nay qua bị ngón này chạy kinh của anh em ơi. Rồi. Chim anh em thì rẻ anh em ha. 300k, 500k, 700k gì đó, 200k cũng có luôn anh em ha. 200k thì anh em lấy số lượng giùm em ha. Em đóng thùng cũng gửi anh em ha. Đó, ok anh em ha. Anh em nào có nhu cầu tuyển chim thì anh em alo cho em. Chim thì nói chung là anh em lấy càng nhiều càng rẻ anh em ha, thì chia sẻ cho anh em về anh em trải nghiệm chơi ha. Còn em thì em cũng muốn tại em phải lên những chim mới nên mà chim mới về nó cám cứng nhiều lắm, nó lên mà không có chỗ để anh em ơi. Nên em mới xả rẻ cho anh em để cho nó trống chỗ để em lên chim mới anh em ha. Rồi. Em cảm ơn em đã xem video anh em ha. Con này dữ lắm nha anh em. Anh em nào chọn này là không thất vọng nha anh em. 600k combo anh em ha. Chậm ghê lắm anh em. Bữa nay em thử để hàng trên hàng rào em quánh thử bữa anh em ha. Nè, em thử để hàng rào em bảy bữa anh em, tại vì để hàng rào là nó cũng hạn chế anh em, tại vì chim nó không có chỗ để mà nó truyền anh em, nó đậu á. Anh cũng khá là khó bẫy anh em ha. Nhưng mà bữa nay em thấy con bổ này nè. Về chém kinh luôn anh em. Về chém kinh lắm nha anh em, đó. Thêm một nhân tài nha anh em. Đó, em thấy chưa? Em thấy chưa? Đó, thấy bỏ chưa? Tầm cỡ như vậy đó nè. Ăn thua anh em. Để đập máy đây nè. Bỏ cái này nè. Lớn hỏng lắm nè. Nghe kêu không? Đó. Bỏ tầm vậy nó mới xứng đáng để em bẫy anh em ha. Rớt anh em. Quá đã anh em ơi, bữa nay vô tuyến đường này quá đã anh em ơi, bội hết nước chấm luôn, xì cái chém cái nè, đó, mấy con mà nó chém cánh vậy anh em muốn về nó suy nguyện anh em, anh em nuôi nó mau chơi mà nó cái nết nó chém cánh vậy là mút sẽ chém cánh này em ha, còn nếu gì mình lục máy này em ơi. Lục máy nè mày, tại vì mấy con cấm em để đây nó không có chỗ để mà nói chuyện nè, khả năng nghĩ nó máy cao em ha, mấy con mồi cấm em để dưới đây nè, mấy ngón này chụp không nè, mấy ngón này căng nè mày, nó cắn được con kia nó căng quá căng nè mày, để nó chà không à, thấy con nào là nó chà không à, quên kêu luôn rồi, quên cách kêu luôn rồi nó chà không nè mày, mấy ngón căng quá căng nè mày. Để coi mà con bổi này nó đá được mồi nó ok nè em ha. Đó. Xuống đá mồi anh em, xuống đá mồi nè. Mà không có chỗ đậu anh em, nó cứ chớp chớp anh em. Anh em,
xuống bên đá mồi này mà không có chỗ đậu nên chớp mà chớp cho ba lên này mà không kiểu không có chỗ để nó tiếp nè, ví dụ như nó có cái cây nào rồi đó thì bay đầu cây đó là rất 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 lập nè mày, chỉ khó có nằm mà làm mà từ cây nó thả bom xuống nè, khó có nào từ cây nó thả thẳng xuống dưới lên đâu nè, chỉ có một cây nó đứng gần nữa để nó nhảy xuống em ha, ngón này căng quá căng ngón này chụp luôn nè mày. Nè ông bội nè à, mình có phải có điều kiện mua mới quay quay cho anh em xem đã lắm anh em ơi. Quá trời mấy ngón này khùng em ơi, mấy ngón này khùng em ơi, em bỏ nè bỏ chớp em thấy không quá đã em ơi, bỏ này nó cũng cũng căng này nó không có máy em ơi, nó về máy dính không đá máy nè, nó dính căng mấy ngón không chớp nó về mấy lần nè. Vậy là em đã bẫy được em thứ hai anh em, em thứ hai này là em bỏ siêu chém nha anh em, bỏ nó là siêu chém anh em xiềng cái này chém cái này. À, bữa nay thì em để mấy cái lập mấy mồi trên cái hàng rào này nè là nó không có thuận anh em ha, không có thuận để nó cho nó con bỏ nó về anh em, nó không có chỗ tiếp để nó đáp anh em nên nó không có đá được anh em ơi, chớp không anh em, ba chớp 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 mấy lần luôn mà không đá được anh em ha, thì cuối cùng nó về nó đá bên mái anh em ha. Em mất anh em xem con bưởi bữa nay là con bưởi siêu chém nha nè, cho nó là siêu chém luôn đó, tại vì em xì cái chém cái có quay clip anh em xem đó thực tế vậy nè, có đã anh em ha, chứ là không khó anh em xem bưởi bữa nay hay nè, cặp bưởi bữa nay là cực kỳ hay nè, con nào cũng hay hết nè, xịn sò đấy nha anh em, con này là siêu chém nha anh em, xì cái chém cái sướng luôn nè, nhờ nó với gà với nó luôn. Okay, bắt lại cho anh em xem cái ha. Đây là con chim khá tơ anh em ha. Chim này còn tơ mùi anh em. Nè. Có mùi đầu anh em ha. Nó phun lông anh em ha. Chim tơ lắm anh em. Nó chém kinh khủng luôn anh em ơi. Con mai nhỏ xíu à. Má nó còn miếng vàng anh em thấy không? Đó. Má nó còn vàng anh em. Chém kinh thì chứ. Ngồi với em xì cái chém cái anh em. Xuống lắm anh em. Giờ cho nó đưa vô miệng ngón cho anh em xem nè, ngón nè miệng ngón ba chiếc liền em thấy không nè, bỏ nè bỏ chiếc này nè bỏ kêu miệng luôn bỏ ra miệng nè. Để nó chạy ghê nè. Rồi để. Rồi, để em gọi về con. Con này cái này chạy không? Con này nó ghê lắm nha con thanh này nè, con thanh đêm nè. Đó, con nè. Con thanh nó còn nhát nữa nè. Còn nhát em lắm nhưng mà kìa là cái đưa bỏ cái này nè. Vít nè. Mẫu 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 dứt. Ok nè ha, rồi em xin kết thúc clip đây nè mày, cảm ơn em đã xem video em ha, chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.